Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi ta cũng đến. Happy birthday, happy birthday to you. Chỉ vài ít phút nữa thì ban tổ chức của chúng tôi sẽ tiến hành chương trình vào một khoảnh khắc rất là quan trọng của nữ xinh đẹp của chúng ta, Thập Tam Muội. Và cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý, chúng ta sẽ cùng vui lòng ổn định chỗ ngồi và để cho chương trình của chúng tôi được diễn ra thành công và tốt đẹp. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, xin quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về lễ đài sân khấu và dành cho một tràng pháo tay thật lớn. Chúc mừng buổi tiệc Happy Birthday xin được phép được bắt đầu. Dạ vâng ạ, xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách. Chúng ta đang có mặt trong buổi tiệc Happy Birthday của người con gái xinh đẹp Thập Tam Muội. Và lời nói đầu tiên thì cho phép Diệu Thu xin được mở phép thay mặt cho tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng của Điện Tử Sơn cũng như dịch vụ trang trí Hòa Minh xin gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và nồng nhiệt nha. Kính thưa quý vị thân mến, ai trong mỗi chúng ta đều có một ngày đặc biệt, một ngày đáng nhớ, ghi lại những một khoảnh khắc rất là quan trọng của đời mình. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và người con gái xinh đẹp Thập Tam Muội của chúng ta cũng không nằm ngoài lệ điều đó. Kính thưa quý vị thân mến, phải nói rằng hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa và hạnh phúc của người con gái xinh đẹp Thập Tam Muội của chúng ta khi có sự hiện diện của toàn thể quý vị đã đến có mặt đông đủ để chung vui buổi tiệc ngày hôm nay. Và không để quý vị chờ lâu nữa, xin quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu và dành cho một tràng pháo tay thật lớn đón chào nữ nhân vật chính quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, người con gái xinh đẹp Thập Tam Muội.
Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, chúc mừng quý vị là nhân vật chính quan trọng nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và một nhân vật chính cũng chúng ta cũng không kém phần quan trọng, đó là một nửa yêu thương của tập tâm muội của chúng ta. Xin mời anh Long, người thương sẽ cùng tiến về sân khấu ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, chúc mừng quý vị là... Và nói hôm nay là buổi tiệc Happy Birthday, cũng là một ngày rất là hạnh phúc, đầy ý nghĩa của chị thập tâm muội của chúng ta. Và một lời nói đầu tiên thì cho phép Diệu Thu cũng xin được mạn phép thay mặt cho anh Lâm và chị thập tâm muội xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và phát tài. Vâng ạ, và sau đây xin mời anh Lâm, một nửa yêu thương của thập tâm muội của chúng ta, có đôi lời gửi tới thập tâm muội của chúng ta cũng như là toàn thể quý vị quan khách quý ở đây ạ. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Hồi nãy trước khi là nói là MC đã nói rồi anh ơi, chuẩn bị lời nói, trời ơi anh chuẩn bị hết trơn rồi, giờ sao run vậy? Chung là anh giờ không biết nói gì hết trơn, nhưng mà nửa cuộc đời sau anh sẽ yêu thương chị 13 em mãi mãi và mãi mãi, không bao giờ thay đổi. Chị 13 em là lá chắn coi như là vững chắc đối với anh. Nhiều đó đủ rồi ha. Đủ chưa quý vị? Đủ chưa ạ? Chưa đúng không? Nhưng mà từ từ, một cái giây phút lãng mạn ngọt ngào để sau chương trình, để chút xíu được kết thúc chương trình thì MC xin được bật mí cho toàn thể quý vị nha. Rồi, kính thưa quý vị thân mến, và chị 13 có đôi lời gửi tới toàn thể quý vị không ạ? Không ạ. Rồi, kính thưa quý vị, và dự thu cũng xin được sau đây là một món quà rất là ý nghĩa mà người mẹ chồng kính yêu của chị thập tâm muội gửi tặng cho chị 13 nhân buổi tiệc Happy Birthday, là một chiếc xe BMW. Một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng được không ạ? Và sau đây là một món quà rất là ý nghĩa của người thương của anh Lâm dành tặng cho chị 13 của chúng ta, đó là một chiếc nhẫn kim cương. Trời ơi, chiếc nhẫn đâu anh? Đeo luôn rồi hả? Nhanh vậy. Rồi, và một giỏ sách Chanel. Rồi, kính thưa quý vị ơi, đây là một món quà rất là ý nghĩa mà anh Lâm dành tặng cho chị thập tâm muội của chúng ta nhân buổi tiệc Happy Birthday ngày hôm nay. Và đây là một món quà nữa là anh Lâm sẽ trao tặng tấm thân này dành cho chị 13 đến suốt cuộc đời này luôn nữa. Rồi, kính thưa quý vị, và Diệu Thu cũng mới nhận được một thông điệp rất là dễ thương từ thành thể quý vị quan khách ở phía bên dưới, đó là anh Lâm sẽ gửi tặng cho chị 13, đó là một nụ hôn được không ạ? Hồi nãy là món quà rồi, bây giờ hôn được không anh? Rồi, sẵn sàng chưa nha? Từ từ chưa? Quý vị ơi, xin quý vị chúng ta có thể là đưa những chiếc điện thoại và bật cái đèn palat ở phía sau điện thoại giơ lên được không quý vị? Chúng ta sẽ giơ cao và theo tiếng nhạc Happy Birthday chúc mừng buổi tiệc ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta cùng bật điện thoại lên, chiếc đèn palat đâu ạ? Chúng ta cùng bật lên được không quý vị ơi? Bắt đầu! Mắt nhìn mắt nha! Happy Birthday! Vâng ạ, kính thưa quý vị, và sau đây là một khoảnh khắc rất là quan trọng. Xin quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu và chứng kiến một khoảnh khắc đầy ý nghĩa và quan trọng của nữ xinh đẹp của chúng ta thập tâm muội sẽ cùng thắp lên những ngọn nến lung linh và cùng cắt những chiếc bánh kem. Kính thưa quý vị thân mến, những ngọn nến lung linh tượng trưng trong một thật là tươi sáng của chị thập tâm muội của chúng ta. Rồi xin mời nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng tiến về thắp bánh kem để cùng cầu nguyện. Anh ơi, anh Lâm ơi, đứng gần chị 13 cùng cầu nguyện luôn nha. Rồi cầu nguyện cho tình yêu luôn ạ. 1, 2, 3. Rồi xin mời anh Lâm ơi cùng nắm thật chặt đôi tay của chị thập tâm muội của chúng ta cắt những chiếc bánh kem. Dạ đúng rồi, sẵn làm đám cưới luôn, mai mốt làm đám cưới hoành tráng hơn nữa. Rồi kính chúc cho người con gái xinh đẹp thập tâm muội của chúng ta có một buổi tối sinh nhật thật là ý nghĩa, tràn đầy hạnh phúc. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị, và cho em mượn một cái ly được không ạ? Dạ dạ, từ từ cho em mượn, cho mi cho chị mượn một cái ly này cái nha. Rồi rồi, xin mời anh Lâm ơi, chúng ta cùng nâng ly lên để mời toàn thể quý vị quan khách nha.
Rồi xin quý vị chúng ta hãy cùng rót thật đầy ly bia được không quý vị? Chúng ta cùng nâng lên được không ạ? Và chúng ta đều giơ cao và cùng hô lớn Happy Birthday Thập Tam Muội nha. 1, 2, 3. Dạ vâng ạ, à, xin mời anh chị chúng ta cùng tiến về phía bên dưới cũng như là tiếp lại quý vị quan khách. Thấy chưa, thấy bảo vệ chưa quý vị? Thấy bảo vệ trên sân khấu chưa? Dữ dàng chưa? Ghê không? Ghê lắm luôn. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cho anh chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và dự thưa cùng xin được vâng ạ, à, kính thưa quý vị, và một lần nữa cũng xin được thay mặt cho ekip tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng của Điện Từ Sơn cũng như dịch vụ trang trí Hoa Minh xin mến chúc cho toàn thể quý vị quan khách đứng trước thềm năm mới 2024 sẽ đón một mùa xuân thật là an lành, vạn sự như ý và làm ăn phát tài. Và bên cạnh đó cũng xin được vào buổi tiệc ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta có nhà ý giao lưu chương trình, xin hãy cùng lựa chọn cho mình những nhạc phẩm yêu thích để cùng giao lưu với chương trình quý vị nha. Vì mỗi ca khúc mà quý vị giao lưu cũng như là một lời chúc, một món quà rất là ý nghĩa dành tặng cho nữ nhân vật chính, người con gái xinh đẹp Thập Tam Muội của chúng ta nha quý vị. Rồi xin quý vị quan khách nào chúng ta có nhà ý chụp hình không ạ? Dạ, sân khấu rất là lung linh đây ạ. Sẽ cùng tiến về sân khấu để chụp những phô hình lưu niệm cùng nữ nhân vật chính của chúng ta. Một lần nữa Diệu Thu xin được trân trọng kính mời. Dạ, một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách quý, chúng ta có nhà ý chụp hình cùng nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng vui lòng tiến về sân khấu ạ.